bàn ra thăm mồ chúa, ngày gió ấm đến nhanh hơn bên mồ. Nhìn vào mồ và đã thấy khăn liền, ứng tin luôn giọt đã phun vào. Chúa sống lại, Chúa đã sống lại, nào anh em vui lên, vui lên. Chúa sống lại, Chúa đã sống lại, nào anh em vui lên, vui lên. Chúa sống lại, Chúa đã sống lại, nào anh em vui lên, vui lên. Chúa sống lại, Chúa đã sống lại, nào anh em vui lên, vui lên. Thầy Phêrô không nhanh chân nhưng lòng bàng hoàng niềm thành kính dâng trao, nhớ lời thầy và ông sáng tin mãi mãi. Giờ gió an luôn hân hoan bên mồ chúa, dù đến trước trên giờ đây mời vào, và giờ này lòng đã thấy đã tin, thánh kinh dạy này ngài sẽ sống lại.